Chào mừng 5 tỷ anh em đã quay trở lại. Mình là Cám Lợn đây và mình vẫn ân hại như mọi khi. Hôm nay trên màn mình lại có một bộ PC và lại được gửi đến từ công ty An Phát. Thực ra bộ này không phải mình mua mà là mình mượn về mình chém gió thôi. Có giá khoảng tầm hơn 20 triệu đồng. Sẽ cùng nhau chia sẻ với các bạn để xem nó có cái gì hay và cấu hình này liệu đã phải tối ưu hay chưa. Nếu các bạn nhớ thì trước kia mình có làm một bộ PC nữa của An Phát rất gần đây rồi. Link trên góc này có mức giá lên quanh 15 triệu, chơi tất cả game bây giờ, cần mọi thể loại luôn. Thì hôm nay lại là một chiếc PC nữa cũng đến từ công ty An Phát và cái tên nó vẫn thú vị như vậy. Đây là bộ PCAP Essential i5R1-610606. What the fuck is that? Không hiểu ở đâu cái tên này. Tóm lại tên nó như vậy. Mình sẽ để trên này, các bạn có thể đọc và search trên website An Phát. Thì đây là bộ máy tính cũng khá là tối ưu dành cho gọi là power user, những người yêu cầu cao hơn ở một chiếc máy. Hôm trước thì cái bộ máy kia mình làm nó là card 1050 Ti thì phải, mình không nhầm. Thì hôm nay cái cấu hình bộ PC này nó sẽ mạnh hơn một tí, chip mạnh hơn một tí, RAM mạnh hơn một tí, card hỏa mạnh hơn một tí. Đại khái chúng ta có những thứ như sau. Đầu tiên chúng ta có chip i5-8400, 280GB, 6 lõi, 6 luồng. Bộ nhớ đệm là 9B, khá là ngon. Các bạn có card đồ họa là card trắng trắng này. Là card GTX 1060 của Asus 6GB GDRAM 5. Về RAM thì đây là RAM G-Skin 16GB, 2 thanh 8GB, 2800MHz. Rất là thừa thãi để các bạn chơi game và dùng bất kỳ ứng dụng gì. Các bạn có ổ SSD KingMax 128GB, tiêu chuẩn NVMe, tốc độ đọc ghi khá là cao, hơn 1GB một giây. Ở đây mình có main là main ASRock B360, có nguồn Acebel 500W. Acebel là một cái thương hiệu rất là tốt và có uy tín. Và cái vỏ cây là vỏ First Player Fire Dancing, nhảy trong lửa V3. Thì đó là cái bộ PC có mức giá hơn 20 triệu đồng. Cái bộ PC này thì các bạn khi mua được tặng kèm một cái code game. Không phải một code game mà nhiều code game, trị giá 170 đô, nhiều game khác nhau bao gồm là CSGO này, PUBG này, cái khỉ gì nữa thì mình để lý vào phần video. Bởi vì An Phát thì họ có liệt kê rõ ràng trên này hơn, mình không nhớ chính xác đâu. Thực lại các bạn được tặng khá nhiều thứ. Thì với cấu hình này, chip i5-8400, K1060, 6GB và 16GB RAM thì chúng ta có thể làm được gì? Mình kiểm tra qua một số game để chơi thử thì có lẽ rằng cấu hình này thừa cho các bạn chơi nhiều game mà không cần phải nghĩ nhiều. CSGO, một game eSports, các bạn nào chơi CSGO không ạ? Tôi xin cánh tay các bạn cái. CSGO chúng ta chơi được trung bình là 300fps, 2 setting Full HD, thừa luôn. Không biết các bạn có bao giờ dùng đến 300fps không, nhưng mà CSGO 300fps trên cái máy này. Dota 2 max setting trung bình là 220fps ở Full HD. PUBG tất cả Ultra, cái map mình chơi là map Mirama, lúc nhảy dù gần mặt đất, lúc mà bắt đầu load map ấy thì cái FPS thấp nhất là 53fps, còn lại luôn luôn ổn định ở 75-80. Chơi rất mượt mà, các bạn nên nhớ là Ultra và ở map Mirama mà các bạn chỉ ổn định từ 75-80fps. Về phần benchmark thì mình có test benchmark 10 basic là khoảng tầm gần 5.000 điểm. Benchmark Time Spy là 4.332 điểm. Tương đương phần lớn những hệ thống có cấu hình tương tự. Khi test thêm Cinebench, nếu các bạn quan tâm thì các bạn có thể tải thử phần mềm Cinebench về và test thử trên máy của các bạn. Và so sánh xem là cái máy các bạn nó tầm nào so với bộ PC này. Thì Cinebench R15 test được là 896 điểm của CPU, thể hiện cái sức mạnh rất hiệu quả của 6 lõi 6 luồng, vượt qua i7-4770K, 4 lõi 8 luồng 4.4GHz. Cơ bản các tác vụ trên thì từ game đến dựng video nhẹ nhàng cho đến chỉnh sửa ảnh thì nhiệt độ cao nhất của cái bộ PC này với cái tản nhiệt Intel Stock ở đây thì lại được là khoảng tầm 62 độ C, rất là mát mẻ. Và mình khi mình test IDA Stress, tức là mình sử dụng ứng dụng để đẩy cái bộ máy này lên hiệu năng tối đa của nó trong vòng 5 phút thì nhiệt độ cao nhất cũng chỉ là 67 độ C mà thôi. Đương nhiên là khi mình mở nắp cây và nhiệt độ phòng khoảng tầm 25-26 độ C. Đóng nắp cây thì cũng rất ấn tượng khi chỉ nhỉnh hơn 1 độ là khoảng tầm 68 độ C. Nhưng cũng có lẽ là tại vì cái bộ PC này luôn phát gửi sang cho mình thì họ đã tặng cho mình thêm mấy quạt lắp kín, 5 quạt luôn. Cho nên là rất là mát mẻ. Còn khi các bạn mua nếu mình cảm thấy nhiệt độ nó chưa được như cái video này thì các bạn vui lòng hãy mua thêm quạt nhé. Ok. Cuối cùng thì mình sẽ tổng kết lại video như sau. Đây là một bộ PC nó khá là tối ưu hóa. Cái vỏ cây không quá đắt, bộ nguồn hiệu quả cũng không đắt. Các bạn không cần bỏ thêm nhiều thứ màu mè, ngoại trừ quạt RGB và đèn LED ra. Tản nhiệt cũng không cần khủng lắm. Card đồ họa cũng không cần kiểu phải Gaming X của MSI hay là Strix gì đó của Asus, mà là một card đồ họa với cái GPU ngon, tối ưu, dung lượng 6GB. Các bạn cũng sử dụng RAM, không cần RAM màu mè, không cần RAM đắt tiền, LED RGB các thứ. Thì đây có lẽ sẽ là cấu hình tối ưu nhất dành cho các bạn. Chip i5-8400 B360, RAM 16GB, 2800MHz, một card 1060 6GB, một bộ nguồn thừa đủ cân bộ máy này, và một vỏ cây nhỏ nhỏ xinh xinh với đèn LED lấp lánh các thứ, hai mặt kính IPS ABCD XYZ. Thì đây
theo như mình sẽ là cấu hình tối ưu nhất cho mức giá của tầm hơn 20 triệu. Còn các bạn nghĩ sao? Các bạn có cần đến một bộ vệ sinh như này không? Hay các bạn nghĩ rằng dùng một số chip AMD Ryzen với cả đồ họa Vega là đủ? Hay đơn giản các bạn chỉ cần cả 1080 thôi? Mời các anh em bình luận bên dưới. Vậy thôi, và đó là bộ PC PCAP Essential i5R. Mình không nhớ tên đâu, không nhớ nổi tên. Hy vọng anh em thấy video vui vẻ và thú vị. Nếu các bạn quan tâm hơn các nội dung khác về PC thì anh em hãy bình luận bên dưới cho biết các bạn muốn xem bất kỳ một cái gì. Mình sẽ cố gắng nghiên cứu và làm sớm nhất có thể. Còn bây giờ thì xin chào anh em. Hẹn gặp lại trong các video khác. À quên, nhớ like và subscribe nhé.